Một tội phạm bị truy nã bởi Interpol đã bị cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và giao lại cho quê hương hắn là Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 12 vừa qua. Theo đó, y trốn vì là quản trị của một web đánh bạc trực tuyến. Ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng Kim Ji-hun, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cho cảnh sát Hàn Quốc. Được biết, đối tượng Kim Ji-hun, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, được xác định là trùm cờ bạc bị Interpol truy nã quốc tế. Đối tượng này nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với vai trò quản trị web đánh bạc. Nhóm của Kim Ji-hun hoạt động tại Hàn Quốc từ cuối năm 2020 tới tháng 5 năm 2023 thì bị lực lượng chức năng Hàn Quốc triệt phá. Ngay sau khi đường dây này bị phát hiện, Kim Ji-hun bỏ trốn khỏi Hàn Quốc và bị truy nã quốc tế bởi Interpol từ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Kim Ji-hun nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với vai trò quản trị trang web. Theo hồ sơ, từ ngày 12 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 5 năm 2023, các đối tượng đã tổ chức cho người chơi đánh bạc và nhận tiền đặt cọc của người chơi trên trang web 777slot tại địa chỉ www.7slot.com mà không được chính phủ Hàn Quốc cấp phép theo quy định. Sau khi bị cảnh sát phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam. Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần xuất sắc tóm gọn các đối tượng bị truy nã quốc tế khi bọn chúng tìm đến Việt Nam để lẩn trốn. Trước đó, ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế, sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Jong Ki-won, sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh ngày 23 tháng 3 năm 2023, Park Jae-hyung, sinh năm 1983, quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh ngày 20 tháng 9 năm 2022, Jang U-jin, sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh ngày 28 tháng 3 năm 2023. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng này đã nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam dưới vỏ bọc là nhà đầu tư, chuyên gia người nước ngoài được một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bảo lãnh, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú. Theo hồ sơ truy nã của Interpol, các đối tượng đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi slot trên internet tại Việt Nam để kiếm tiền. Đây là trò chơi đánh bạc, người chơi nạp tiền để chơi và thắng thua bằng tiền. Nhóm đối tượng làm việc chung thường liên lạc qua ứng dụng Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn trong ngày nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi sang Việt Nam, các đối tượng không ở tại địa chỉ khai báo lúc nhập cảnh mà lẩn trốn tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng chức năng. Cũng trong năm nay, vào ngày 10 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự đã bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm gồm Phan Poi, sinh năm 1996, và Nguyễn Vu Jaden, sinh năm 1997, quốc tịch Mỹ cho cảnh sát Mỹ theo quy định. Cụ thể, vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế. Trong đó, nổi lên là công tác xác minh, truy bắt hai đối tượng Phan Poi và Nguyễn Vu Jaden có lệnh truy nã do Tòa án quận Hạt Harris, Texas, Mỹ ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2023, lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng Thư ký Interpol ban hành ngày 18 tháng 4. Xác định đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi lấy mạng của hai người tại Mỹ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự chỉ đạo phòng truy nã, truy tìm tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các đơn vị, địa phương để thực hiện công tác xác minh, truy bắt. Mục đích cao nhất là bắt bằng được hai đối tượng này nhằm phòng ngừa, không để chúng tiếp tục gây án, phạm tội tại Việt Nam.